dàng ơi. Nó hẹn hò, nó muốn gặp người yêu, nó cứ đòi gặp A Pao để làm cái gì? May quá hôm nay trời mưa, anh chị em vô tình gặp được A Pao và A Tao cũng húc phải người Bắc Ninh. Đây là vui. À, bạn trẻ tên là gì? Ninh. Bạn trẻ ngồi vào đây. À, ngồi vào đây. Quảng Ninh hay Bắc Ninh? Hà Lam. Hà Lam à? Hà Lam hay là Hà Nam? Em ngồi đây đi. Vâng. Hà Lam. Hà Lam. Nhưng mà phát âm thành Hà Lam thôi. À. Lam. Lam hay Nam? Nam. À đấy, phát âm chuẩn vào Nam nhé. À, gần Hà Tây phải không? Giáp Hà Tây. À, thế là suốt ngày lái máy bay à? Rồi, gần sân bay nha. À, có cái bài hát là Hà Tây quê lụa chị nhé. Đúng rồi. Thế em bảo nếu mà ai mà người Hà Tây thì suốt ngày được lái máy bay. Không lái máy bay trên không thì sẽ lái máy bay ở nửa mặt đất. À, đúng rồi. Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh, trời đất Hà Tây tay em dệt lụa, sưa trắng Ba Vì thóc vàng khu cháy, hồn thơ nguyện trái dệt Thanh Vân, sông Tích sông Đà răng lụa mênh mông. Đan Phượng ơi, quê hương người gái đảm, đồng hợp tác xanh tươi cây dày thẳng tắp, anh phi công bàng hoàng ở mình bay trên gấm vóc. Hà Tây, cửa ngõ thủ đô, cô gái xuôi hai chàng trai cầu sẽ, ngăn bầy giặc Mỹ vẫn đục bầu trời. Hà Tây, vòng khắp thủ đô, áo giáp chở che ngàn năm bền vững, ngăn bầy giặc Mỹ vẫn đục bầu trời. Hà Tây. Trong ca khúc thì em đọc ra là tại sao lái máy bay, bởi vì chàng phi cơ là chàng phi cơ trẻ, sau đến bị đuổi đánh đến ngã ba Cầu Rẽ, đúng không? Cầu Rẽ là nhà mình á. Ao ra đến ngã ba Cầu Rẽ đúng không? Thì bị đuổi đánh đến ngăn bầy giặc Mỹ vẫn đục bầu trời, có nghĩa là quân rất đông, tất cả các ngã đường. Cho nên là em nghĩ là ở Hà Tây là một vùng là chuyên lái máy bay. Chuyên lái máy bay. Chuyên lái máy bay. Anh chưa đến làng quan họ đi, về Bắc Linh đi nào. Anh chưa đến làng quan họ, chọn tình nghe canh hát trao duyên. Ôi dồi ôi. Bao chưa đến làng quan họ, cạnh anh gì chị ơi? Cạnh thủ đô đi. Cạnh kỳ hát giao duyên. Chị hát một đoạn đi, để nghe em xem hát lại xem có đúng không. Tất cả chị em mình hát nha. Rồi, chị hát từng đoạn để em hát theo xem có đúng không? Anh chưa đến làng quan họ, chọn tình nghe canh hát giao duyên. Anh chưa đến làng quan họ, cành ngồi nghe tiếng hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông Cầu, ngàn đời vui sóng nước lơ thơ. Anh chưa đến dòng sông Cầu, ngàn dòng đời câu hát lơ thơ. Trong câu hát này lơ thơ chị. Anh chẳng à biết đến bao giờ, ngồi tựa mặt thuyền buông câu hát đợi chờ. À, chị hát cao hơn một tí nữa được không? Đây, anh chưa hát cao thì chị hát thấp xuống. Anh chưa đổi chiếc nón, để hỏi xem mây mới hẹn mấy hò. Mà sao người quan họ cứ giấu lũ cười thầm trong anh lón ba tầng, và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân. Thế thì có nón thì em hát bài liên quan đến nón luôn nhé. Rồi. A Pao mới sáng tác một ca khúc rất là hay, đó là ca khúc là Quảng Bình Yêu Thương, cũng liên quan đến nón luôn, nón ba tầng hay nón gì không biết. Rồi các anh chị chắc là biết rồi, toát hết mồ hôi rồi, lo quá. Bây giờ hát đối đáp rồi. Bây giờ gọi hôm nay là hát đối đáp cả nhà nhé. Quảng Bình yêu thương, em hát điều họ khoan, chiếc thuyền trôi đưa anh về Nhật Lệ, biển êm ru
ai đánh cá ngoài khơi. Quảng Bình quê hương, em hát rằng con duyên biển hạt chiều ní đưa anh về Nhật Lệ. Miếng cau miếng trâu anh đón người thương, yêu nhau ta Quảng Bình yêu thương. Quảng Bình quê hương, tôm cá lại đầy khoang, biển hạt chiều ní đưa anh về Lệ Thủy. Miếng cau miếng trâu anh đón người thương, yêu nhau ta Quảng Bình yêu thương. Quảng Bình yêu thương, em hát điều họ khoan, chiếc thuyền trôi đưa anh về Nhật Lệ. Biển êm ru ai đánh cá ngoài khơi, em tặng nón Ba Đồn anh gửi niềm thương, có khi mô anh về Nhật Lệ. Đào yến chiều đi trông ngóng người đi, Quảng Bình quê hương tôm cá lại đầy khoang, biển hạt chiều ní đưa anh về Nhật Lệ. Miếng cau miếng trâu anh đón người thương, yêu nhau ta Quảng Bình yêu thương. Quảng Bình yêu thương, em hát rằng con duyên biển hạt chiều ní đưa anh về Nhật Lệ. Miếng cau miếng trâu anh đón người thương, yêu nhau ta Quảng Bình yêu thương, yêu nhau ta Quảng Bình yêu thương. Giọng rè cũng có cái khê của giọng rè, nó có cái phê của nó. À đó là Quảng Bình ấy. Bây giờ từ Quảng Bình chạy về Quảng Hà Tĩnh cho nó nhanh, sau còn về Nghệ An nữa. Có là chờ các anh chị lâu lắm. Áp Báo hiện tại là đang ở Quảng Bình. Bây giờ Áp Báo sẽ xuyên về Hà Tĩnh xem các anh chị có biết Hà Tĩnh. Bây giờ mình phải đối đáp lại xem các anh chị có hát được bài gì tiếp không. Đây là màn chào hỏi vui rồi. À Báo gửi sáng tác một ca khúc được mang tên Hà Tĩnh quê ơi, mới sáng tác cách đây có mấy tháng trời thôi. Rồi, à Báo xin gửi tới anh chị và sau đó là anh chị sẽ có những ca khúc hát lại tặng à Báo. Rồi. Tuổi thơ anh, tuổi thơ anh, mẹ ru bên cạnh phòng, gió đung đưa cây khế sau nhà, để người đi mang nỗi niềm thương nhớ. Ôi quê nhà mỗi nắng hai sương, ơi quê mình nhút mặn cá chua. Có bao giờ anh viết được vần thơ, trước mắt anh là trời xanh là biển rộng, đêm trăng lên nghe câu hò mây hát, thương cha ra đồng bắt con thẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gậy khô. Dòng sông Lam chảy từ dòng lá, ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên tắm xoa,
ai ơi có về ông linh quê cha Hoành Sơn hiên ngang vượt qua ngàn bão tố Đồng Lộc ơi mười bông hoa bất tử vì vu thiên cầm tàu anh ra khơi mênh mang câu hò kẻ gỗ quê ơi anh thương em rồi tình ta chung đôi ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê ơi anh thương em rồi tình ta chung đôi ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê ngoài cả anh chị là người gốc của bố anh gốc là quê ở Bắc Ninh à Bắc Ninh à Bắc Ninh là em vừa sáng tác xong một bài Bắc Ninh luôn à, em tặng luôn để các anh chị sập nguồn luôn rồi. Hôm nay là màn đối đáp hơi căng là báo cho các anh chị là không thể đối lại được luôn nhưng mà em hát là Bắc Ninh có cái gì nhỉ mà này là chùa Hương hay là có cái gì mà Bắc Ninh nổi tiếng là về đặc sản bánh không có nghĩa là có theo, làng quan họ này làng quan họ rồi rồi có cái tích. Gì hát giao duyên này hát giao duyên rồi này có hội lim này rồi vừa nghe vừa sáng tác xem địa danh nó đúng không trong sáng tác luôn như thế mới gọi là cao thủ rồi. Sáng tác trong chỉ cần 5 giây thôi một luân nhạc rồi à vào hóa xoan Hoa xoan rơi giữa mùa xuân Hồi làng năm ấy chúng mình sao xuyên Quái thao bén lén cơi trâu Người về bên ấy Ôi hình như là hát hơi cao, giảm tông một tí cả nhà Giảm tông nhá Không lên được hà xuống nửa tông Rồi, à báo giảm tông đã rồi hoa xoan rơi giữa mùa xuân Hồi làng năm ấy chúng mình giao duyên Quái thao bén lén cơi trâu Người về bên ấy có con nhớ không Thương mấy chiếc nón ba tầm Áo the khăn xếp áo dài tư thân Người về bên ấy trên đời mười thương Người ơi có nhớ đến hẹn lại lên Mấy sang đò qua bên sông xưa Triền đê mây đi lấy chồng Anh thương người thương mỗi duyên quê Tình thơ em đi lấy chồng Thương em bên ấy buồn rơi ngập ngừng Hoa xoan bên ấy buồn rơi ngập ngừng hoa xoan rơi giữa mùa xuân Hồi làng năm ấy chúng mình giao duyên Quái thao bén lén cơi trâu Người về bên ấy có còn nhớ không Thương mây chiếc nón ba tầm Thương Áo the khăn xếp áo dài tư thân Người về bên ấy trên đời mười thương Người ơi có nhớ đến hẹn lại lên Mấy sang đỏ qua bên sông xưa Triền đê mấy đi lấy chồng Anh thương người thương mỗi xuyên quê Tình thơ em đi lấy chồng Hoa xoan bên ấy buồn rơi ngập ngừng Thương mây bên ấy buồn rơi ngập ngừng Hoa xoan bên ấy buồn rơi ngập ngừng
Có hội liêm chưa? Có hẹn hò chưa? Có bờ rồi. Đê chưa? Rồi, có con sông có rồi. Có nón lá chưa? Rồi. Có yêu nhau chưa? Đưa nhau qua qua quê, bờ đê chưa? Về quê có chưa? À về quê à lại về quê lại chơi khăm à, Báo rồi. Không sao, à Báo làm được. Về quê rồi. À Báo vừa sáng tác xong ca khúc Xứ Nghệ Mình Ơi, tặng luôn cho Về Quê luôn. Rồi, cả nhà nghe đừng toan mồ hôi nhá. Phan này cho là tụt nguồn luôn, không phải sập. Ca khúc Xứ Nghệ Mình Ơi. À Báo quê Nghệ An quê Bác. Mà tất cả ai ở đây cũng là quê bạn đó, con cháu bà khô mà, không phải quê bà quê ở mô. Nghe câu dân ca gừng cay muối mặn, từ trong ca sao câu hò điệu vi. Anh đưa mây về đất mẹ Lang Sen, anh đưa mây về xứ Nghệ Mình Ơi, anh đưa em về xứ Nghệ Mình Ơi, đất mẹ miền Trung gió lao nắng cháy. Nghiêng nghiêng cánh co điều ví dằm mình ơi, liêu xiêu mái nhà ôi tiếng mẹ à ơi. Mênh mông cánh đồng dòng sông bên nước, thương nhớ con đò đừng đợi chờ ai, thương nhớ câu hò hết dần rồi thương ơi. Xứ Nghệ Mình Ơi, con tha hương đi bốn phương trời, nay con về ngược dòng sông Lam, con trâu đầm bài mía nương dâu, lũy tre làng cây đa giếng nước sân đình. Anh hát tặng mấy câu hò điều vi, lưng cong sáng mẹ mũi mặn gừng cay. Anh thương em rồi, rằng anh không nói. Em thương anh rồi, xứ Nghệ Mình Ơi, ta thương nhau rồi, xứ Nghệ Mình Ơi. Mây thương anh rồi, rằng mây không nói. Anh thương em rồi, xứ Nghệ Mình Ơi, mà ta thương nhau rồi, xứ Nghệ Mình Ơi. Nó đồ rồi không cần tản nữa, đồ luôn. Đồ rồi, nghiêng rồi. Còn câu nào thử thách nữa không? Thôi, từ từ ngồi xuống đã, đã xong đâu rồi. Chào bác Linh. À rồi, cả nhà thân mến, A Báo đã gửi tới cho quan họ Bắc Ninh những miền quê vùng quan họ. Và trong chương trình này, A Báo muốn gửi tới cả nhà một ca khúc được mà tên ngắn gọn là ca khúc Tìm Em, câu ví sông Lam, để kết hợp được với Về Quê. Ở trên kênh của A Báo thì ai cũng biết là ca khúc Tìm Em, câu ví sông Lam. Không biết là các anh chị đã nghe lần nào chưa? Nghe rồi, nhưng mà cứ muốn nghe A Báo hát cơ. Rồi, bây giờ là hát nhẹ lại một đoạn thôi để mọi người về ủng hộ trên kênh của A Báo. Ca khúc Tìm Em, câu ví sông Lam là câu chuyện tình của A Báo và nhà nhé. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lữ anh nhớ bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông im bóng trăng thề. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cụ sẵn cụ khoái mồ hôi chán mặn, thương anh rồi nhớ đời nghe. Cứ chiều
theo về cánh cò lội bên sông, có lái đò xưa đây tròn mười tóm. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, răng mây không về năm tháng đời chờ mong, răng mây nọ về, nọ về bên anh. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lời người ơi. Núi Hồng ơi, trách chi đó lỡ duyên tình, người ơi thương nhớ nên anh đi tìm câu vì sông lo. Ôi cả nhà, chắc là chương trình gửi tặng cả nhà đây hết rồi, hết hơi rồi. Cảm ơn Báo xin phép được tạm dừng video đây. Chúc cả nhà có một chuyến du lịch trải nghiệm trên công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Hà Giang thật sự vui và đầy ý nghĩa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chị. Chúc các chị vui vẻ, mạnh khỏe, tràn đầy, tràn ngập niềm vui. Xin chào anh chị. Em chào anh chị. Báo cảm nhiều ạ. Rồi, em tắt máy cho các chị này. Kênh nhà báo nhá.